Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm về điện máy. Trước mắt quý khách hàng đây là dòng sản phẩm tủ lạnh của Hitachi, model mới nhất của năm 2021 mọi người nhé. Dòng RVKB 3730, dung tích là 590 lít, còn dung tích tổng của nó là 730 lít, dung tích rất chi là lớn. Đối với cái dung tích này thì mọi người có thể mua được những dòng tủ to, kích thước nó cao tổng lượng 1m8 và chiều rộng của nó hơn 90 phân. Thì đối với con tủ của Hitachi này thì cũng có cái kích thước tương tự như vậy. Mọi người có thể lựa chọn cái dòng tủ VKB 730 này để lựa chọn cho cái phòng ăn hay là phòng bếp nhà mình, rất chi là hợp lý. Thì trong cái video này em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách sử dụng của cái dòng tủ VKB 730 này. Mọi người mua về thì sẽ có những cái tính năng ưu việt nhất mà mọi người lên sử dụng trong cái con tủ VKB 730 này. Dòng tủ VKB 730 thì nó sẽ bao gồm là hai cánh phía trên. Hai cánh phía trên nó sẽ là ngăn mát của tủ và hai cánh phía dưới nó là ngăn đông của tủ. Với dòng này là hàng nhập của Thái Lan nên là mọi người sẽ được bảo hành là 12 tháng. Dòng Inventor tiết kiệm điện. Đấy, có cái phần cánh thì rất là ấn tượng mọi người nhé. Cánh rất là ấn tượng, màu là màu kính đục. Rất là đẹp. Và con này thì sẽ là mặt gương mọi người nhé. Đây là soi được gương này. Rất mặt gương mờ. Gương là gương màu xám mọi người nhé, không phải là đen tuyền, màu là màu xám. Mọi người nhìn ở trên hình thì có thể thấy là phần dưới nó hơi xám hơn và phần trên nó hơi đen. Lửa xám và lửa đen nhìn rất là ấn tượng. Em sẽ cho mọi người xem cái tem năng lượng của dòng tủ này. Đây là con tủ RVKB 730 PGV6X dòng của Thái Lan, dung tích là 589 lít, lúc em đọc là 590. Công suất tiêu thụ điện là 170W trên một giờ. Đấy là cái phần tem năng lượng của Bộ Công Thương. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần tính năng của nó nhé. Tính năng cũng như là cách sử dụng của dòng tủ này. Đầu tiên là hai cái cánh mở ở phía trên. Như mọi người đấy thấy là hai cánh này, phần cánh tủ, mọi người để thấy cánh rất chi là dày mọi người nhé. Cánh rất chi là dày, mọi người để thấy. Cái cánh này thì nó phải đến một gang tay của em này. Một gang tay tức là phần tổng độ 20 phân. Mà bên phần cánh của nó không, nó cũng là 15 phân rồi. Nó rất chi là dày. Thì dày như vậy thì là để làm sao để cho cái phần nhiệt ở bên trong nó không thất thoát ra bên ngoài. Và nhiều dòng tủ đời mới bây giờ thiết kế cánh rất chi là mỏng mọi người nhé. Thiết kế rất chi là mỏng. Đây ví dụ như dòng này. Không được 2 cm, không được 2 găng tay. Đấy, những cái dòng tủ mà hiện tại thì thiết kế khá chi là mỏng. Thì đối với dòng này thì thiết kế rất chi là dày mọi người nhé. Đấy, đấy là phần thiết kế cánh rất chi là đặc biệt và độc đáo. Bên trong thì mọi người để được nhiều đồ trên cái ngăn như thế này. Đều là ngăn cái kính cường lực cả. Ở đây thì bên trong sẽ có chức năng sử dụng, sẽ có cái phần điều chỉnh về các cái phần nhiệt độ mọi người mong muốn. Ở đây sẽ có nhiệt độ rau củ quả này. Các chế độ format bơ này, đấy, mọi người có thể điều chỉnh gạt ở đây. Thì nên mọi người để trung bình ở dưới này thì sẽ là sử dụng tốt nhất cho cả hai loại. Dòng tủ này thì sẽ có thêm cả ngăn ngăn này là ngăn thanh trượt ở dưới này. Mọi người thấy cái ngăn này rất là tiện lợi này. Đấy, kéo ra kéo vào rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì bên cánh thì đặc thù là dày như vậy nhưng mà mọi người vẫn để thêm được rất là nhiều đồ ở đây. Rất là nhiều đồ ở đây. Đặc thù ở cánh của con này thì nó sẽ có cái phần lấy nước bên ngoài mọi người nhé. Phần lấy nước bên ngoài này thì chắc chắn thì bên trong cánh nó sẽ có phần để mọi người đựng nước. Nhưng mà để thấy ở phía trên này không có. Phía dưới này sẽ có phần để mọi người để nước ở đây. Đây là phần để bơm nước ra bên ngoài để lấy nước mát. Ở đây là ngăn mát thì mọi người sẽ có một cái khóa như thế này. Sau khi mọi người cho mở ra thì mọi người có thể rút cái này ra. Đây mọi người rút ra. Thì em dùng một tay nên là khó rút, để mọi người rút ra. Và mọi người đổ nước vào đây. Em mở luôn này ra. Đấy, mọi người đổ nước vào đây. Thì nước nó sẽ chảy xuống dưới này. Và mọi người đây là rút ra này. Đây là rút hẳn ra này. Và mọi người cho vào thì mọi người khé cho cái lắc vào đây. Trước xong mọi người đẩy này vào. Đấy, mọi người cho vào đây. Rồi, và đậy nắp này vào. Xong mọi người chốt cái khóa này vào cho em. Đấy, thì sẽ hộp đấy nó sẽ không bị rơi. Và sau nước ở trong cái ngăn mát này nó sẽ làm mát cho mọi người và tự động bơm ra bên ngoài này khi mà mọi người lấy nước bên ngoài mọi người nhé.
mọi người gạt cái này nó sẽ lấy nước bên ngoài cho mọi người. Đấy là cái chức năng lấy nước bên ngoài. Và bên cánh của ngăn đông thì cũng được thiết kế hai cánh mở rất chi là tiện lợi này, và cũng rất chi là dày mọi người nhá. Dày như cánh trên. Bên trong thì cũng có các cái khoang để mọi người chứa thêm các cái nơi để mọi người chứa đá. Bên này cũng có này, rất chi là tiện lợi. Rất là nhiều khoang để chứa đá mọi người nhá. Cánh này. Đấy. Thì đấy là khoang đá, thì cũng không có gì đặc biệt cả. Tiếp đến chúng ta sẽ đi kèm đi đến phần cánh nó hơi hơi dày. Sau khi mọi người đẩy chặt vào thì nó sẽ vào. Đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi vào phần cái bảng điều khiển nha mọi người nhé. Video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất Tuấn Long, cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021, giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn. Ta sẽ đi vào phần cái bảng điều khiển nha mọi người nhé. Cái bảng điều khiển này thì cũng rất dễ sử dụng thôi. Ở đây thì em sẽ đọc cho mọi người những cái phần tính năng nổi trội nhất. Ví dụ như ở đây có chế độ Eco này. Mọi người để thấy có chữ Eco này. Chế độ tiết kiệm điện này. Eco này. Chế độ thứ hai này, chế độ quạt đua fan, tức là chế độ quạt kép. Đấy, mọi người có thể vào xem trong cái phần quyển sách hướng dẫn sử dụng này, nó có đầy đủ hết cái phần tính năng của nó nhé. Tính năng sử dụng của phần đấy thì mọi người có thể vào trong đấy, nếu không thì mọi người có thể nghe qua cái video lần này em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái tính năng của đó. Ví dụ như là đây, tiếp đến là đây là chế độ quick firing, tức là chế độ cấp đông nhanh. Thì mọi người chạm vào đây khi đèn nó sáng thì sẽ là chế độ cấp đông nhanh của tủ. Và nếu mà mọi người muốn hủy chế độ đó đi thì chạm vào đây, khi nào mất đèn thì nó sẽ hủy cái chế độ cấp đông nhanh đấy đi. Cái chế độ cấp đông nhanh này thì sẽ tự hủy trong vòng 2 giờ nếu khi mà nó hoạt động đầy đủ. Cấp đông cho tủ ok thì nó sẽ tự động ngắt cái chế độ cấp đông nhanh này. Tiếp đến là cái chế độ firing time, tức là cái điều chỉnh chế độ của ngăn cấp đông. Thì mọi người bấm vào đây. Và đèn hiển thị nhiệt độ sẽ hiển thị đến đây. Mọi người điều chỉnh tăng giảm hoặc là tăng giảm ngăn đông. Đó. Bên này là chế độ inverter này, đây là chế độ hiển thị thôi. Tiếp đến là chế độ hiển thị nhiệt độ của tủ lạnh. Tủ lạnh nó được trong bao nhiêu độ nó sẽ hiển thị ra đây, và mọi người điều chỉnh thì giữ vào đây. Khi nào nhấp nháy thì mọi người sẽ có thể điều chỉnh ở đây được. Tiếp đến là chế độ chi lock, tức là chế độ khóa trẻ em, thì mọi người giữ vào đây trong vòng 5 giây. Thì đèn nó sáng thì nó sẽ khóa cái phần chỉnh nhiệt độ ở cái tủ đấy đi. Thì sau khi mọi đấy thì mọi người chạm vào cái nút này hay là chỉnh gì cũng không chỉnh được. Và mở ra thì mọi người giữ đây trong 5 giây nó sẽ tự động mở. Và cũng tiếp đến là chế độ energy saver, tức là cái chế độ tiết kiệm năng lượng, thì mọi người có thể sử dụng chế độ này. Giờ chạm vào đây trong vòng 3 giây thì nó sẽ nhấp nháy đèn nó sáng thì sẽ sử dụng chức năng đó. Thì tùy những cái chức năng như vậy thì mọi người điều chỉnh những cái phần nhiệt độ trong tủ sao cho hợp lý nhất và sử dụng được linh hoạt nhất. Thì đối với dòng tủ này thì chế độ ngăn đông, ví dụ như là chế độ ngăn đông là cái chế độ quick firing này. Chế độ quick firing thì mọi người có thể điều chỉnh để làm khu thực phẩm chứa đông, lạnh hoặc là kem với nhiệt độ là từ âm 15 đến âm 18 độ C. Hoặc là sử dụng chế độ thông thường, trung bình của nó, chế độ cấp đông nhanh trong trung bình của nó là âm 19 độ C. Còn nếu mà mọi người làm mát đông lạnh tăng cường nhanh nhất thì sẽ là để 23 độ C mọi người nhé. Thì đấy là các chế độ để khi mọi người chế độ quick firing. Còn đây là hiển thị nhiệt độ rồi, cũng không mình cũng không nói nhiều. Và chế độ tiếp theo là cái chế độ của tủ, chế độ của ngăn tủ lạnh, nhiệt độ của tủ. Thì nhiệt độ của tủ thì mọi người làm thực phẩm lạnh thì mọi người có thể để 4 đến 7 độ C, tức là cái nhiệt độ trong tủ nó không quá lạnh thì mọi người để những thực phẩm vừa so với nhiệt độ đó. Còn nếu mà mọi người muốn nhiệt độ cao hơn, trung bình của tủ thì sẽ là 3 độ C. Còn nếu mà quý khách có thể để những cái nhiệt độ ví dụ như là 1 độ C trong tủ để cho giữ những cái thực phẩm tươi mát hơn. Thế là tùy những thực phẩm mà mọi người có thể điều chỉnh những chế độ hợp lý cho cái thực phẩm trong tủ.
Thì nếu mà mọi người tốt nhất là nên giữ lại cái quyển hướng dẫn sử dụng để mình có thể tham khảo được những cái phần điều chỉnh nhiệt độ hay là cài đặt tủ một cách hợp lý nhất. Thì đấy là những cái chia sẻ của em về dòng tủ VKB730, dòng tủ Hitachi 4 cửa rất xin là sang trọng ở đây. Rồi, nếu mà mọi người có những thắc mắc gì có thể để lại tin nhắn phía dưới thì em có thể tìm hiểu và chia sẻ thêm cho mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo.